Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn bí quyết trúng tuyển đại học, ưu thế của mọi phương thức xét tuyển. Thưa quý vị khán giả đài truyền hình Đắk Nông và các bạn đang theo dõi chương trình bí quyết trúng tuyển đại học. Hiện có nhiều phương thức xét tuyển vào đại học. Với từng phương thức thì mỗi trường cũng có những cái cách thức xét tuyển riêng khác nhau, có những đặc điểm riêng của mình. Thực ra có nhiều phương thức thì thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn. Tuy nhiên, cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta trúng tuyển vào đúng một cái thời điểm thích hợp, vào những ngành nghề và những trường mà phù hợp với mình. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, dự kiến thì sắp tới Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ yêu cầu các trường xét tuyển tất cả các phương thức trong cùng một thời điểm. Chính vì vậy, hiểu rõ từng phương thức xét tuyển thì sẽ là tăng cái cơ hội trúng tuyển vào đại học của mình nhiều hơn. Vì vậy mà hôm nay cái chương trình tư vấn với cái chủ đề ưu thế của mọi phương thức xét tuyển sẽ giúp cho các thí sinh có những cái lời khuyên và những thông tin hữu ích để mà có thể lựa chọn cái phương thức xét tuyển phù hợp với mình. Chương trình bí quyết trúng tuyển đại học, ưu thế của mọi phương thức xét tuyển đang được phát trực tiếp tại đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông, trên các website của báo Thanh Niên, fanpage Facebook, kênh YouTube và TikTok của báo Thanh Niên. Chúng tôi xin giới thiệu các khách mời tham gia ngày chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đinh Văn Phúc, trưởng đại diện tuyển sinh trường Đại học Duy Tân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Trần Mạnh Thái, giám đốc trung tâm tuyển sinh truyền thông trường Đại học Văn Hiến. Và xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Bảo Ngọc Nhơn, Phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Đắk Nông và các bạn đang theo dõi chương trình, thì trước hết thì chủ đề chúng ta ngày hôm nay là các thí sinh sẽ tìm hiểu về mỗi các phương thức xét tuyển, và mỗi phương thức xét tuyển thì đều có những cái ưu thế riêng của mình. Để mà trước khi chúng ta có thể trả lời câu hỏi của em thí sinh gửi đến chương trình thì các thầy ở đây sẽ cung cấp cho các em thí sinh cũng như quý phụ huynh những cái thông tin liên quan đến việc xét tuyển vào trường mình năm nay và phân tích những cái ưu điểm của từng phương thức. Có lẽ chúng tôi mời các thầy theo cái thứ tự bên đây. Thì chắc đầu tiên mời thầy Đinh Văn Phúc của trường Đại học Duy Tân. Xin kính chào, xin cảm ơn biên tập viên Thùy Ngân, xin kính chào và quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em đang xem đài truyền hình Đắk Nông. Đối với trường Đại học Duy Tân là một trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, thì đối với phương thức tuyển sinh của trường Đại học Duy Tân năm 2002 thì gồm có 4 phương thức tuyển sinh như sau. Thứ nhất là dựa trên kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022. Cái thứ hai là về phương thức thứ hai là xét tuyển thẳng. Đối với trường Đại học Duy Tân thì ngoài các cái điều kiện tuyển thẳng giống theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trường Đại học Duy Tân cũng có những cái phương thức xét tuyển thẳng riêng đối với các cái thí sinh đạt được các cái điều kiện, ví dụ như là học sinh giỏi nhất, nhì, ba, khuyến khích các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hay là giải nhất nhì ba khuyến khích trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giải nhất nhì ba khuyến khích các kỳ thi tay nghề thuộc khu vực ASEAN hay là thi tay nghề quốc tế, rồi tham gia vòng thi tuần các cuộc thi đường lên đỉnh Olympia trên đài truyền hình Việt Nam. Xét tuyển thẳng đối với các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét tuyển thẳng thí sinh là thành viên của các đội tuyển quốc gia, hay là xét tuyển thẳng đối với thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trung học phổ thông của Việt Nam. Đó là các hình thức xét tuyển riêng của Đại học Duy Tân. Một cái hình thức thứ ba đối với xét tuyển sinh vào trường Đại học Duy Tân, đó là dựa trên kết quả học tập học bạ trung học phổ thông. Thì dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông thì có hai hình thức. Thứ nhất là dựa vào kết quả học tập của năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển. Và cái hình thức thứ hai là dựa trên điểm trung bình môn của lớp 11 và điểm học kỳ 1 của lớp 12.
Như vậy ở thời điểm này, kem có thể thực hiện đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Duy Tân dựa trên kết quả học tập của năm học lớp 11 cũng như điểm học kỳ 1 của năm học lớp 12 mà vừa rồi kem mới hoàn thành xong chương trình học kỳ 1. Và cuối cùng, một cái hình thức nữa là kem có thể dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì tất cả các cái hình thức xét tuyển cũng như các cái phương thức xét tuyển này đều được cung cấp đầy đủ và chi tiết trên website của trường Đại học Duy Tân. Do đó kem có thể tham khảo thêm cụ thể hơn tại website của trường, đó là duytan.edu.vn. Rất mong quý phụ huynh và kem cùng tham khảo để có thể có những cái phương thức lựa chọn cũng như hình thức xét tuyển vào trường Đại học Duy Tân. Dạ, xin cảm ơn thầy Đinh Văn Phúc, trường Đại học Duy Tân đã cho quý vị khán giả và các em thí sinh đang theo dõi chương trình biết được là những cái phương thức xét tuyển của trường mình năm nay như thế nào. Chúng tôi tiếp theo mời thầy Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, thầy cũng sẽ phân tích những cái ưu điểm của các phương thức xét tuyển vào trường mình năm nay. Xin cảm ơn chị. Xin chào tất cả quý vị phụ huynh, các bạn thí sinh cũng như khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình Đắk Nông. Hiện tại thì chúng ta cũng biết là rất nhiều các cái phương thức xét tuyển đã được các trường đại học đưa ra. Thì thay mặt cho trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU, chúng tôi cũng chia sẻ một cách ngắn gọn với tất cả quý phụ huynh, các bạn thí sinh của tỉnh Đắk Nông những cái phương án xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Thì đối với trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU, năm 2022 chúng tôi có 4 phương thức xét tuyển. Trong đó về phía xét tuyển kết quả học tập bậc trung học phổ thông, hay chúng ta gọi là xét tuyển học bạ, thì có hai cái phương án. Phương án thứ nhất đó là phương án xét tuyển học bạ năm học kỳ. Thì đối với trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì chúng tôi sẽ lấy hai học kỳ lớp 10, hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Yêu cầu trung bình chung của năm học kỳ này thì có tổng điểm từ 6.0 trở lên. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đó là điểm trung bình tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Và một trong những cái điều kiện riêng mà trường Đại học Sài Gòn đặt cho cái phần xét tuyển học bạ đó là cái phần hành kiểm. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn thí sinh khi xét tuyển vào phương thức học bạ năm học kỳ phải có hành kiểm lớp 12 từ khá trở lên. Đây là một trong những cái yêu cầu khá là riêng dành cho trường Đại học Quốc tế Sài Gòn khi mà chúng tôi đặt ra cái yêu cầu này để đảm bảo được những cái nguyên tắc trong xét tuyển. Phương án thứ hai cho xét tuyển học bạ đó là xét tuyển kết quả cả năm lớp 12. Thì cũng tương tự như năm học kỳ, xét tuyển kết quả năm lớp 12 của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì yêu cầu là trung bình chung cả năm lớp 12 các bạn phải đạt 6.0 trở lên và tổ hợp 3 môn xét tuyển cũng đạt 18 điểm. Dĩ nhiên là đối với lớp 12 hiện tại bây giờ các bạn chưa có xét tuyển bởi vì các bạn chưa có đủ kết quả. Nhưng đối với phương thức năm học kỳ thì hiện tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đang ở giai đoạn thứ nhất của việc xét tuyển học bạ đợt 1. Nghĩa là chúng tôi nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 và dự kiến kết thúc đợt thứ nhất công bố kết quả vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Phương án thứ ba đó là xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông. Các bạn cũng biết là những thay đổi của năm nay thì tất cả thí sinh và quý phụ huynh cũng đã nắm qua rồi. Thì nếu các bạn quan tâm tới cái phần thi đăng ký thi bằng kết quả trung học phổ thông thì các bạn có thể tra cứu cái mã trường của trường mình, đó chính là chữ viết tắt của trường là SIU. Phương án thứ tư đó là phương án sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xét tuyển. Thì năm nay là năm thứ ba trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng cái phương án này. Dự kiến ngày 5 tháng 4 thì đợt thứ nhất của kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được công bố kết quả. Sau đó thì SIU sẽ công bố cái điểm nhận hồ sơ bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tất cả thí sinh mà quan tâm tới những cái phương án xét tuyển của trường thì hiện tại các bạn có thể trực tiếp lên website của trường là siu.edu.vn. Các bạn có thể đăng ký trực tuyến. Lưu ý ha, các bạn đăng ký trực tuyến trước cái kết quả xét tuyển của mình và các cái hồ sơ còn lại thì các bạn có thể bổ sung sau. Hiện tại bây giờ thì để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các thí sinh thì cái phương thức xét tuyển trực tuyến đã được áp dụng đồng loạt cho trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Các bạn hoàn toàn yên tâm, không phải đi lại, không phải tới lui gì cả. Các bạn chỉ ngồi trực tuyến và đăng ký thôi. Thì sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn sẽ nhận được những cái phản hồi và hướng dẫn tiếp theo của cán bộ tuyển sinh của trường. Nên là các bạn không cần phải lo lắng. Hiện tại thì bây giờ các cổng tuyển sinh đã mở hết rồi. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động đăng ký. Thì đây cũng là một cái trong những cái phương thức xét tuyển mà các trường đại học đang áp dụng hiện nay khá là nhiều. Thì 4 cái phương thức của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ chạy song song theo từng cái mốc thời gian khác nhau. Các bạn có thể tra cứu lại các cái mốc thời gian này trên cái cổng thông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các bạn thí sinh.
Dạ, cảm ơn thầy Tư. Thầy có thể nói thêm rõ thêm là cái lý do vì sao mà mình năm nay mình sẽ đặt ra một trong những cái điều kiện đó là hạnh kiểm lớp 12 của học sinh là từ lại khá trở lên không ạ? Dạ, thực ra thì các bạn tra cứu đề án tuyển sinh của các trường thì hầu như không có trường nào sử dụng cái tiêu chí này. Tại sao SIU lại sử dụng cái tiêu chí này? Thì các bạn cũng biết là SIU là một trường đại học quốc tế theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Chúng tôi hướng đến cái việc ngoài cái việc kiến thức của sinh viên thì cái kỹ năng đạo đức cũng là một trong những cái tiêu chí mà chúng tôi luôn luôn đánh giá rất là cao đối với sinh viên của mình. Nếu sau này các bạn đi du học á, các bạn mang hồ sơ học bạ của mình, các bạn lên các đại sứ quán, các bạn nộp đi chẳng hạn, hoặc là các bạn phỏng vấn á, thì bên cạnh cái việc người ta quan tâm đến điểm số của bạn, về IELTS của bạn, thì người ta rất là chú ý tới những cái hoạt động của các bạn, và đặc biệt là chú ý tới cái nhận xét hạnh kiểm của học sinh phổ thông. Bởi vì khi các bạn qua một cái đất nước khác, cái điều quan trọng nhất không phải là bạn học giỏi là đủ, mà bạn cần phải có đạo đức, phải có tư cách thì nó mới đủ điều kiện trở thành, có thể trở thành công dân của họ, hoặc là học tập tại đất nước của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Và SIU chúng tôi nhấn mạnh là đối với tất cả các bạn, thực ra cơ hội vào đại học bây giờ của các bạn rất là rộng mở, nó rất là nhiều hướng khác nhau, nhưng mà những cái quy định riêng của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn về hạnh kiểm á, nhằm một mục tiêu đó là hướng đến ngay từ bậc phổ thông, chúng tôi đã rất là mong muốn các bạn phải luôn rèn luyện cái tư cách đạo đức của mình, cái tác phong của mình, để khi các bạn hòa nhập vào môi trường của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì các bạn có điều kiện để phát huy nó một cách tốt hơn. Và sau 4 năm chúng tôi cho ra đời những sản phẩm là những người đi làm, nhưng mà bên cạnh kỹ năng, bên cạnh kiến thức thì bạn phải đủ những cái tố chất của một công dân toàn cầu để có thể hội nhập và có thể giải quyết tốt những cái công việc của mình trong tương lai. Thì đó là mục tiêu mà trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến cho cái tiêu chí này. Tôi có thể nói là bây giờ SIU là trường duy nhất có yêu cầu về cái này trên cơ sở là những cái thông tin mà tôi biết. Dạ. Còn các trường khác thì mỗi trường sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Dạ, cảm ơn thầy Tư đã chia sẻ thêm thông tin. Thì như vậy mới có hai trường thôi thì chúng ta thấy là mỗi trường, như nãy tôi nói là cùng có những cái phương thức xét tuyển đó, nhưng mỗi trường có những cái tiêu chí, những cái điều kiện khác nhau. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu khi mà muốn đăng ký xét tuyển vào trường nào, chúng ta cần tìm hiểu kỹ vào website các trường để theo dõi cái phương thức xét tuyển của các trường. Bởi vì nó có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi nho nhỏ so với không phải là tất cả trường nào cũng đều giống nhau. Vì vậy mà chúng tôi muốn tiếp theo đó nữa là cái sự phần trình bày của Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Văn Hiến, để xem cái việc xét tuyển của trường năm nay như thế nào cùng với các phương thức xét tuyển đó. Xin cảm ơn nhà báo Thị Ngân. Xin kính chào quý vị phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Nông. Đại diện cho trường Đại học Văn Hiến thì chúng tôi cũng xin được tiếp lời của quý thầy trong ban tư vấn, và đặc biệt là xin nhấn mạnh lại ý của nhà báo Thị Ngân, đó là các trường đại học có các phương thức xét tuyển nhìn sơ qua thì thấy giống nhau, nhưng kỳ thực là ở bên trong sẽ có những chi tiết rất là khác nhau. Và trong hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2021 mới diễn ra vào giữa tháng 3 vừa qua đó, thì tổng kết lại là các trường đại học sử dụng khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học. Đấy. Như vậy là một cái con số cũng khá là lớn. Và điều đó không phải là để làm khó các bạn thí sinh, mà thực sự là các trường đại học đang tạo nhiều cái điều kiện, nhiều cái cơ hội cho các bạn. Ở nhiều cái phương thức xét tuyển khác nhau, ở các cái giai đoạn, các bạn có được kết quả nào, các bạn tính toán và mang ra những cái ưu thế nhất của bản thân mình để có thể tham gia vào phương thức xét tuyển của trường đại học đó, thì đấy là cái tạo điều kiện cho các bạn. Và giống như là các trường bạn, trường Đại học Văn Hiến của chúng tôi cũng sử dụng các phương thức. Thứ nhất đó là sử dụng cái kết quả bằng học bạ. Hiện tại đây thì chúng tôi đang thu học bạ ở cái đợt 2. Đợt 1 đã kết thúc vào ngày 31 tháng 3 vừa qua. Và đối với thí sinh ở tỉnh Đắk Nông thì năm nay, năm 2022, chúng tôi nhận định là và có thấy rằng là số lượng đã tăng lên rất nhiều so với năm 2021. Số lượng đã vượt lên đến hơn 200%. Và hiện tại đây thì đang thu hồ sơ đợt 2 cho đến hết ngày 31 tháng 5. Chính vì cái việc mà phát huy ưu thế của các bạn có điểm ở giai đoạn học kỳ 1 của lớp 12 thì các bạn xét 5 học kỳ hoặc là xét 3 học kỳ. Rồi ít ngày nữa đây, khi mà đến hết tháng 5, các bạn có điểm của học kỳ 2 lớp 12 thì các bạn tham gia xét 2 học kỳ hoặc là xét điểm trung bình chung của lớp 12. Đấy là những cái cách để mà chúng ta phát huy tối đa cái ưu thế của cá nhân mình. Và chúng tôi thấy rằng là cái phương thức xét bằng học bạ mang lại rất nhiều những cái thuận lợi cho các bạn. Phương thức thứ nhì mà Đại học Văn Hiến cũng như là các trường đại học bạn
thường xuyên sử dụng, đó là sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà dự kiến năm nay thì các bạn sẽ dự thi vào giữa tháng 7. Và cũng có một cái thay đổi năm nay, mặc dù là chưa chính thức công bố, nhưng cũng dự kiến rằng là khi các bạn có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lúc đó các bạn mới đăng ký xét tuyển bằng cái phương thức này. Và ở cái phương thức thứ ba, đó là sử dụng cái kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thì vào ngày cuối tháng 3 vừa rồi, các bạn cũng đã tham gia cái kỳ thi đợt 1 của Đại học Quốc gia. Sắp tới đây thì sẽ có dự kiến là thêm đợt 2, đợt 3. Và sau khi công bố kết quả thì các bạn cũng sử dụng cái kết quả đó để mà xét tuyển vào Đại học Văn Hiến hoặc là các trường đại học khác. Phương thức thứ tư là sử dụng cái quy chế gọi là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như là một vài các điều kiện của trường Đại học Văn Hiến. Ngoài ra thì đối với hai ngành, đó là ngành thanh nhạc và ngành piano, thì trường của chúng tôi có sử dụng phương thức thứ năm là xét tuyển kết hợp với thi tuyển. Các bạn sẽ phải thi tuyển thêm các môn năng khiếu thì mới đạt điều kiện để vào học các ngành này. Như vậy, xin được nhắc lại một lần nữa, việc sử dụng các phương thức xét tuyển khác nhau không có nghĩa là làm khó chúng ta, mà đó chính là các trường đại học đang mở ra nhiều cánh cửa, mở ra nhiều con đường, mở ra nhiều cơ hội. Tùy vào từng giai đoạn các bạn đang có được những cái kết quả tốt nhất như thế nào, thì chúng ta sẽ sử dụng cái điều kiện ở cơ hội ở cái giai đoạn đó, để cuối cùng là chúng ta sẽ đạt được vào cái ngành học phù hợp với năng lực cá nhân của các bạn, cũng như là phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình và đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong tương lai. Chúc các bạn tỉnh táo cũng như là lựa chọn được các cái phương thức một cách phù hợp với bản thân của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn thầy Trần Mạnh Thái. Thì như vậy thì như thầy Thái nói nãy là những cái trong từng thời điểm phù hợp, trong với từng cái mức điểm thì chúng ta nên lựa chọn cái phương thức xét tuyển nào cho phù hợp vân vân, thì có lẽ là những điều đó sẽ trong quá trình tư vấn sắp tới nè, với những cái phần trả lời câu hỏi của các em thí sinh đặt ra thì chúng các thầy sẽ phân tích thêm cho các em để chúng ta hiểu rõ hơn. Tiếp theo thì chúng tôi mời thầy Võ Ngọc Nhân, Phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH, là một trường cũng có rất là nhiều phương thức xét tuyển với nhiều rất là nhiều trường ngành khác nhau. Dạ mời thầy Nhân ạ. Cảm ơn nhà báo Thùy Ngân. Lời nói đầu tiên thì đại diện cho trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả, quý vị phụ huynh và mến chào tất cả các bạn học sinh đang theo dõi chương trình trên làn sóng của Đài Đắk Nông. Thì chắc là các bạn đã nghe qua những cái phần chia sẻ trước của các thầy ở các trường đại học khác nhau, thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều phương thức xét tuyển, mà nhắc lại một lần nữa là chúng ta có khoảng 20 phương thức xét tuyển để chúng ta có thể vào đại học. Về cơ bản thì đây là cái cách để mà các trường sẽ tìm được những cái thí sinh phù hợp, và cùng với đó nó cũng sẽ là cái cách để mà các bạn thí sinh có thể tìm được một cái trường học, một cái ngành học với lại những cái tiêu chí mà thỏa mãn về mặt năng lực đối với các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe qua, các bạn cũng sẽ thấy là mỗi trường tuy là nó giống nhau nhưng mà nó sẽ có những cái nét khác biệt, và đôi khi chúng ta gọi là những cái tiêu chí phụ ở trong đó. Nên thành ra là theo thầy nghĩ, trước hết thì tốt nhất khi mà chúng ta quan tâm đến trường nào thì hãy vào website của trường đó, đọc kỹ cái đề án tuyển sinh của người ta để mình xem thử là mình thỏa mãn được với những phương thức nào, những tiêu chí nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về mặt phương thức xét tuyển, các bạn có thể thấy là các trường thường áp dụng từ 2 đến 3 hoặc là nhiều hơn những cái phương thức xét tuyển. Vậy nên là có một cái lưu ý với các bạn là ở đây các bạn có thể sử dụng tất cả những cái phương thức mà một trường người ta có để các bạn tối ưu hóa cái khả năng trúng tuyển vào cái ngành học mình yêu thích tại cái trường mình yêu thích. Thì đối với trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH cũng là một trường đào tạo theo định hướng ứng dụng thực tế, thì trong năm 2022 chúng tôi sẽ tuyển sinh 59 ngành bằng 4 phương thức. Thứ nhất là sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn có thể thấy cái phương án này được rất nhiều, hầu như là tất cả các trường đều sử dụng cái phương thức sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Thì đây cũng là một cái phương thức rất là phổ biến, các bạn có thể lựa chọn ngay đầu tiên. Thì mã trường của HUTECH là DKC. Thứ hai là sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy trong năm 2022 thì ở khu vực phía Nam này có khoảng 80 trường đại học cao đẳng đăng ký sử dụng cái kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xét tuyển. Và cái phương thức này nó có một cái lợi thế rằng là đây là một cái bài tổng hợp kiến thức và nó không mang tính đánh đố. Các bạn cũng không cần phải ôn luyện gì, chỉ cần với những cái kiến thức các bạn đã được trang bị ở những năm phổ thông thì các bạn vào thi thôi, và hoàn toàn chẳng có một áp lực gì cả. Và có hai đợt lần thì đợt một nó đã qua rồi. Nếu như bạn nào chưa tham gia thì có thể đăng ký đợt 2. Tiếp theo nữa là HUTECH sử dụng cái điểm học bạ. Học bạ thứ nhất là theo cách là dùng tổ hợp 3 môn. Nghĩa là năm lớp 12 khi các bạn học xong thì các bạn sẽ có điểm trung bình của từng môn học. Thì mỗi ngành tại HUTECH trong 59 ngành đều sẽ có 4 cái tổ hợp mà các bạn có thể cân nhắc lựa chọn làm sao cái tổ hợp nào mà mình điểm mình cao nhất để các bạn xét tuyển. 3 môn cộng lại từ 18 điểm trở lên là các bạn đã có thể xét tuyển vào 58 ngành tại HUTECH.
Còn ngành dược thì nó sẽ yêu cầu cái ngưỡng đảm bảo chất lượng là 24 điểm. Thứ tư và hiện tại luôn, trường đang nhận hồ sơ, đó là xét học bạ theo phương thức là 3 học kỳ. Điểm sẽ tính bao gồm điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. 3 học kỳ cộng lại từ 18 điểm trở lên là các bạn đủ điều kiện xét tuyển, vẫn là ngành dược với 24 điểm. Thì các bạn có thể thấy rằng là với những phương thức như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng tất cả những phương thức để mình tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Và hiện tại các bạn có thể thấy rất nhiều trường sử dụng cái điểm học bạ để mà xét tuyển vào đại học. Thì các bạn có thể thấy điểm học bạ là cái nó hiển hiện, nó đã xảy ra. Và các bạn có thể cân nhắc, có thể liệu cơm gắp mắm và tùy vào trường trường có mức điểm phù hợp mà các bạn có thể nộp hồ sơ. Và điểm học bạ là cái mà các bạn có thể cải thiện trong tương lai, đặc biệt là học kỳ 2 tới đây. Các bạn cố gắng tập trung vào thi học kỳ 2 để cái kết quả mình nó tốt một xíu, để cái điểm đó nó được tối ưu và các bạn có quyền nộp nhờ hồ sơ vào nhiều trường mà. Thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội thêm cho các bạn. Tổng hòa lại, chúng ta có thể thấy khi mà mỗi trường áp dụng nhiều phương thức và các bạn sử dụng nhiều phương thức thì các bạn sẽ giảm cái áp lực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thì các bạn tâm lý nó cũng sẽ thoải mái hơn. Và đôi khi trong những năm trước đây tại HUTECH cũng vậy, rất là nhiều bạn đã nộp hồ sơ học bạ vào những đợt đầu tiên và trúng tuyển rồi. Thì sau đó các bạn chỉ cần thỏa mãn cái điều kiện là tốt nghiệp trung học phổ thông thì cái kỳ thi nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng và những áp lực học tập nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng. Thì đó là một vài những cái chia sẻ của thầy dành cho các bạn về phương thức tuyển sinh của HUTECH trong năm 2022 và một vài những cái ưu nhược điểm của từng phương thức để các bạn có thể lưu ý. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn thầy Nhân đã phân tích chi tiết những cái điểm của từng phương thức để chúng ta thấy được rằng là mỗi phương thức nó có những cái ưu điểm như thế nào. Thì thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông và quý vị phụ huynh các học sinh thân mến, thì trong khi cái chương trình diễn ra thì chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi của các học sinh trả lời hỏi chi tiết hơn về cái việc xét tuyển bằng các phương thức. Thì trước hết chúng tôi sẽ nhận được đọc những một số câu hỏi và trên cơ sở câu hỏi đó các thầy ở đây sẽ trả lời, và trên cái trong quá trình trả lời phân tích chắc thầy sẽ lồng thêm những cái phân tích cụ thể để các em nắm rõ hơn. Trước hết là bạn Xuân Mai ở thị xã Gia Nghĩa, bạn hỏi là hồ sơ xét tuyển học bạ gồm những gì và cách thức nộp hồ sơ như thế nào, em có thể xét học bạ cả 3 trường được không? Còn bạn Thu Trang ở huyện Krông Nô hỏi là em có thể đăng ký một lúc nhiều nguyện vọng vào trường được một trường được không, và em có thể đăng ký một ngành với các tổ hợp xét tuyển khác nhau hay không? Bạn Hợp Phố thì cũng thì ở thị xã Gia Nghĩa lại hỏi rằng là theo thông báo tuyển sinh thì thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng ở các trường khác nhau. Vậy thì mỗi trường em có thể đăng ký tối đa 5 nguyện vọng, ví dụ vào trường A, sau đó 5 nguyện vọng vào trường B, vân vân thì được không? Và một bạn nữa, một câu mới cuối cùng nữa là bạn Ngọc Long ở huyện Tuy Đức hỏi là em đã tốt nghiệp năm 2019 thì năm nay có thể xét học bạ vào các trường đại học được không? Thì với một số câu hỏi gửi đến trước chương trình thì các thầy có thể lựa chọn để mà trả lời câu hỏi cho các em. Trong quá trình đó thì các thầy có thể phân tích thêm. Trong khi chương trình diễn ra thì chúng tôi mong là tiếp tục nhận được câu hỏi của các em học sinh gửi đến chương trình. Thì với 4 câu hỏi các thầy sẽ mình sẽ lần lượt trả lời cho các em thế này. Đầu tiên là hồ sơ xét học bạ gồm những gì? Cách thức nộp hồ sơ như thế nào? Em có thể xét học bạ vào cả 3 trường được không? Thì thầy nào có thể trả lời câu hỏi này thì mình sẽ trả lời câu hỏi khác. Thầy Phúc trả lời ha. Xin cảm ơn nhà báo Thiền Ngân. Xin chào em Xuân Mai ở thị xã Gia Nghĩa. Với câu hỏi là hồ sơ xét tuyển học bạ gồm những gì, cách thức nộp hồ sơ như nào và có thể xét học bạ cả 3 trường hay không, thì đối với hồ sơ xét tuyển học bạ thì thứ nhất là em phải có cái đơn xét tuyển. Thì đơn xét tuyển ở đây thì tất cả các trường đều có những cái mẫu đơn xét tuyển, và em có thì thường là em có thể nhận trực tiếp tại trường hoặc là trung tâm tuyển sinh của các trường, cũng như có thể là download tại website của các cái trường mà em muốn thực hiện xét tuyển. Thì chắc chắn là trên các website thì đều có cái mẫu đơn xét tuyển như thế này. Cái thứ hai là vì em xét tuyển bằng hình thức học bạ cho nên là em phải có bản sao học bạ trung học phổ thông, đó là cái điều chắc chắn. Và cái thứ ba là khi mình xét tuyển xong thì khi mà các em thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì đương nhiên là các em phải có bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp. Đấy là cái điều kiện để em có trúng tuyển hay không. Còn cái việc mà đơn xét tuyển hay học bạ chỉ là cái để em đăng ký xét tuyển ban đầu.
Còn cái chuyện mà trúng tuyển hay không thì còn phải dựa vào cái chuyện là em có tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hay không nữa. Cho nên là chắc chắn là hồ sơ nó sẽ gồm có 3 cái giấy tờ như vậy. Về cái cách thức nộp hồ sơ thì đối với các trường thì theo như tôi nghĩ thì các em có thể nộp trực tiếp hoặc là có thể nộp trực tuyến. Thì riêng đối với trường Đại học Duy Tân thì đối với đơn xét tuyển thì các em có thể nộp trực tuyến tại cái website của trường là duytan.edu.vn, hoặc các em có thể là nộp gửi qua hình thức là đường bưu điện hoặc là trực tiếp tại trung tâm tuyển sinh của trường. Thì đấy là cái cách thức mà để các em nộp cái hồ sơ xét tuyển học bạ. Như các em hiện nay biết thì đối với tất cả các trường thì có rất là nhiều các cái hình thức cũng như là cái phương thức xét tuyển. Do đó thì một mình em thì có thể là xét học bạ cho cả 3 trường cũng được, 4 trường cũng được, 5 trường cũng được, cái đấy thì không giới hạn. Ví dụ như là đôi khi là ví dụ như ở trường này mình có thể xét một cái bộ hồ sơ học bạ một trường khác mình cũng có thể xét, thì cái chuyện là em có thể xét cả 3 trường cũng đều được hết. Thì đấy là đối với câu hỏi của bạn Xuân Mai ở thị xã La Nghĩa là như vậy. Cảm ơn thầy Đinh Phúc, trường Đại học Duy Tân đã trả lời câu hỏi của bạn Xuân Mai ở thị xã La Nghĩa. Tiếp theo chắc là mời thầy Tư hay thầy Cao Văn Tư trả lời của bạn câu hỏi của bạn Thu Trang huyện Long Nô là em có thể đăng ký cùng một lúc nhiều nguyện vọng vào một trường được không, và có thể đăng ký một ngành với các tổ hợp xét tuyển khác nhau được không? Xin cảm ơn nhà báo Thiện Ngân. Dĩ nhiên là cái này là quyền lợi của các bạn, nên là cái thứ nhất là khi các bạn xét tuyển thì các bạn cũng lưu ý nè, một trường đại học có thể có 4 phương thức xét tuyển, 3 phương thức xét tuyển, 2 phương thức xét tuyển, thì những phương thức này nó độc lập với nhau và chúng ta đừng có hạn chế, có nghĩa là em vào trường này bằng phương thức học bạ rồi chắc mấy cái kia không được nữa, không phải. Tức là các cái phương thức nó độc lập nhau, thời gian nó cũng khác nhau, cho nên hoàn toàn là bạn có quyền chọn nhiều phương thức vào một trường. Cái thứ nhất là ví dụ như trường nó có 4 phương thức, bạn có quyền đăng ký cả 4 phương thức luôn, không có giới hạn ha. Cái này yên tâm, là cái này là quyền lợi của các bạn, cái này không có sao cả. Cái thứ hai là một trường mà bạn đăng ký nhiều nguyện vọng, ok, không có vấn đề gì hết. Tức là ví dụ như bạn muốn chọn tới 4 ngành của trường đó cũng được nữa. Nhưng mà thực ra là cái câu chuyện mà chọn một lúc 4 ngành khác nhau thì hoàn toàn chúng tôi không ủng hộ. Bởi vì nếu mà chọn như vậy thì bạn đang rất là mông lung và chọn để cầu may, chọn để mà vào đại học bằng một cái cách nào đó, chứ không phải là mình đã xác định rõ ràng. Có nghĩa là bạn có quyền chọn như vậy, nhưng mà chúng tôi khuyên các bạn là nên đắn đo kỹ. Ví dụ như là có những ngành nó gần nhau các bạn chọn thì chúng tôi ủng hộ, nhưng mà ví dụ như có những bạn chọn 5 ngành khác nhau, 5 hồ sơ khác nhau mà 5 ngành đó nó hoàn toàn trái ngược nhau, thì cái điều này nó làm cho mình thêm gọi là bị phân tán trong cái vấn đề chọn ngành, chọn nghề. Cái điều này không ủng hộ, nhưng mà cái đó là quyền lợi thì các bạn vẫn có thể làm được. Cái thứ hai nữa là ví dụ như cái ngành đó bạn có 4 tổ hợp xét tuyển đi, nhưng mà bây giờ bạn muốn chọn hết cả 4 tổ hợp cũng được. Nhưng mà thực ra là khi mà xét học bạ thì bạn có quyền chọn một trong 4 tổ hợp, ví dụ như 4 tổ hợp là A00, A01, D01, D00, ví dụ vậy. Thì bạn cứ chọn cái tổ hợp nào mà điểm cao nhất mình đăng ký xét tuyển, không sao cả. Hoàn toàn là bạn có rất là nhiều cơ hội, bạn có rất là nhiều những cái cách đăng ký khác nhau. Cũng giống như thi trung học phổ thông, bạn không có giới hạn số nguyện vọng á, thì bạn cũng có quyền đăng ký nhiều. Nhưng mà đăng ký làm sao nó nằm trong cái tầm kiểm soát của mình thôi, chứ không phải là đăng ký một cách vô tội vạ và đăng ký nó lung tung hết lên để cuối cùng mình trúng tuyển, mình trúng mà không biết mình trúng tuyển xong mình học ngành nào nữa. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện rất là rối nè. Các bạn làm đừng có làm cho mình trở nên rối. Có nghĩa là trúng tuyển đại học là một câu chuyện rất là vui, nhưng mà đừng có để mình rơi vào cái trạng thái là trúng tuyển rồi bây giờ không biết chọn cái nào để học hết. Cứ ngồi suy nghĩ miết, tại vì đơn giản là bạn không có một cái sự chín chắn trong việc lựa chọn và xác định cái đam mê của mình, để dẫn tới cái việc là bạn muốn bạn đăng ký nhưng mà cuối cùng bạn không biết mình đang muốn học cái gì cả. Cái chuyện này là chuyện hoàn toàn không nên. Ví dụ như cho các bạn đăng ký không giới hạn nguyện vọng, nhưng mà đăng ký nhiều quá lẫn dẫn tới cái việc mình cứ ngồi mình suy tính miết rồi mà không ra được cái ngành mà mình học, là câu chuyện mà thực ra là các trường này cũng không muốn đâu. Dĩ nhiên là chúng tôi hay nói vui với các bạn là ví dụ như bạn đăng ký thi trung học phổ thông đi, mỗi nguyện vọng của bạn đăng ký có 30.000, nhưng mà nếu các bạn chọn sai cái 30 năm còn lại các bạn nó vất vả lắm, tại vì lúc đó bạn sẽ không có niềm vui trong công việc nghề nghiệp của mình, nó cũng không tới đâu cả, và nó dẫn tới cái hệ lụy rất lớn, không phải cho các bạn không mà còn cho cả xã hội nữa đó. Tức là khi mà đào tạo ra một sản phẩm mà cái sản phẩm đó bị lỗi hoặc sản phẩm nó không dùng được cho xã hội, thì cái tài nguyên của các trường đại học, tri thức của các trường đại học cũng đã tốn kém rất là nhiều rồi. Riêng cái việc mà bạn tốn tiền thì không nói, nhưng mà tài nguyên của xã hội cũng bị tốn theo bạn.
Đấy, cho nên là bạn có rất nhiều các cơ hội khác nhau để lựa chọn, nhưng lựa chọn cơ hội nào á, thì cũng phải rất là tỉnh táo và kỹ, chứ không phải là nhiều cơ hội quá. Ví dụ như là yêu một người thì chung thủy, đúng không? Mà bắt cá nhiều tay quá thì luôn luôn nằm trong cái thế phải đề phòng, phải luôn luôn suy nghĩ đối phó cái này đối phó cái kia, chuyện đó chuyện không nên. Cho nên là về phương thức xét tuyển, một trường có bao nhiêu phương thức xét tuyển bạn có quyền đăng ký, ngoại trừ những cái trường hợp đặc thù, ví dụ tuyển thẳng, tuyển theo chế độ ưu tiên, học sinh giỏi, học sinh quốc gia, thì những bạn có giải thì mới tham gia được. Còn lại những cái phương thức xét tuyển độc lập khác thì bạn có quyền đăng ký như nhau. Số nguyện vọng cũng không có giới hạn, cho nên bạn có quyền làm được tất cả những điều đó. Nhưng chốt lại, nên lựa chọn một số nguyện vọng phù hợp, một ngành phù hợp hoặc ngành gần phù hợp. Đừng có nên chọn một cách vô tội vạ quá nhiều, để dẫn tới cái hệ lụy mà không mong muốn cho cái việc khi mà bạn đã trúng tuyển. Còn lại câu chuyện cuối cùng là nhập học. Ví dụ khi các bạn trúng tuyển rồi, bạn muốn nhập học trường nào, bằng phương pháp nào cũng được, nhưng mà chốt thì bạn phải nộp lại cho trường cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và phiếu điểm thi trung học phổ thông bản gốc để bắt đầu nhập lên phần mềm chung của quốc gia. Cho nên là điều này các bạn cũng cần phải để ý. Trúng tuyển có thể trúng tuyển nhiều phương thức, nhưng nhập học chỉ chọn một trong những phương thức trúng tuyển để nhập học mà thôi, chứ không phải là nhập hết cả. Ví dụ bạn trúng tuyển 4 trường mà nhập hết 4 trường là không được. Chỉ có một trường duy nhất, một nguyện vọng duy nhất được trúng tuyển và nhập học thôi. Các bạn lưu ý điều này ha. Dạ, cảm ơn thầy Tư. Không những chỉ trả lời câu hỏi cho các em học sinh, mà còn đưa ra những cái phân tích và những lời khuyên cho các em lựa chọn và nguyện vọng và đăng ký xét tuyển như thế nào cho nó phù hợp và chính xác nữa. Khỏi phần vừa không phải tốn kém, vừa không mất thời gian, mà vừa khỏi phân tâm vào cái lúc mà mình trúng tuyển nữa. Cảm ơn thầy Tư. Tiếp theo chắc là tôi mời thầy Thái trả lời câu hỏi của bạn Hợp Phố ở Gia Nghĩa. Theo thông báo thì tuyển sinh thì thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các trường khác nhau. Mỗi trường em đăng ký tối đa là 5 nguyện vọng. Ví dụ như vậy thì trường khác thì cũng có tương tự như vậy được không ạ? Vâng, xin cảm ơn nhà báo Thị Ngân và xin cảm ơn bạn Hợp Phố đã gửi câu hỏi về cho chương trình nha. Bạn Hợp Phố có cái tên rất đẹp và của một dòng sông đẹp ở thành phố Thượng Hải. Thì vì cái việc mà bạn tham gia xét tuyển thì như vừa rồi thầy Cao Quảng Tư cũng đã có cái chia sẻ với các bạn đó, là các bạn hoàn toàn được tự do, đó là quyền lợi của các bạn. Bao nhiêu nguyện vọng cũng được, mỗi nguyện vọng các bạn có thể đăng ký vào một ngành khác nhau. Thậm chí là ở trong một ngành đó các bạn có nhiều nguyện vọng, mỗi nguyện vọng đăng ký ở một tổ hợp môn khác nhau nữa. Và rồi lại nhiều nguyện vọng ở các trường đại học. Trong những năm vừa qua thì thậm chí có những trường hợp các bạn đã đăng ký tới cả gần 100 nguyện vọng. Điều này đã từng xảy ra và đó là quyền lợi của các bạn, không ai ngăn cản, không ai cấm đoán. Nhưng mà xin nhắc lại lời của quý thầy, đặc biệt là lời thầy Cao Quảng Tư vừa rồi đã chia sẻ rất là tận tình với các bạn, đó là các bạn cần phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Chúng ta cần phải có những cái mục tiêu rõ ràng, chứ không thể nào mơ hồ trong các mục tiêu được. Ví dụ như là các bạn có thể cân nhắc rằng tương lai khi tốt nghiệp ra trường, hãy hình dung ra một cái bức tranh tương lai khi tốt nghiệp ra trường em sẽ làm những việc gì. Làm một vài việc thôi, chứ không phải việc nào cũng làm, là việc gì em cũng thích. Làm một vài việc thôi, rồi một vài cái việc đó đòi hỏi phẩm chất như thế nào, em có phù hợp được hay không. Nếu đã phù hợp thì em sẽ tìm hiểu tiếp rằng để đào tạo ra và làm cái công việc đó thì em có thể học ở ngành nào, và các ngành đó được đào tạo vào những trường nào. Như vậy thì các mục tiêu nó đã được phát lộ lên một cách hết sức là cụ thể rõ ràng, và từ đó mình ráp các cái nguyện vọng của mình vào. Tự chung chúng ta không nên sử dụng một, hai hoặc là ba nguyện vọng, nó quá ít như vậy, nó quá hẹp hòi như vậy thì cũng làm khó chúng ta. Nhưng nếu như mà chúng ta sử dụng cái số lượng nguyện vọng nó quá nhiều thì nó lại đưa chúng ta vào một cái trạng thái là mông lung. Thực tế hiện nay thì chúng ta có thể khẳng định với nhau một điều là việc xét tuyển và có thể trúng tuyển vào các trường đại học cũng tương đối là dễ dàng. Chính vì như vậy, có thể nếu như mà bạn đăng ký rất nhiều nguyện vọng và đến một ngày tất cả các nguyện vọng đó các trường đại học cùng gửi giấy báo trúng tuyển về là em trúng tuyển, và bắt đầu bạn ngồi bạn lựa chọn giữa hàng mấy chục cái nguyện vọng đều trúng tuyển, đấy là một điều vô cùng khó khăn. Còn chưa kể là trong cái quá trình thời gian nó hạn hẹp, các bạn lựa chọn một cách vội vàng, cuối cùng là giống như thầy của Quảng Tư đã nói, tốn 30.000 mà lại mất đi 30 năm thanh xuân. Cái điều này hoàn toàn không ai muốn, đặc biệt đứng ở góc độ các trường đại học rất đau lòng khi thấy người học của mình tốt nghiệp xong loay hoay với việc làm và với cái việc mà ổn định cuộc sống sau này rất là vất vả nha. Thế thì chúng ta hãy ổn định ngay từ bây giờ bằng cách xác định các cái mục tiêu một cách cụ thể. Chúng ta sử dụng cái số lượng nguyện vọng một cách phù hợp. Việc phù hợp như thế nào thì các bạn tự xác định nha. Và chúng tôi cho rằng là chỉ khoảng chừng là từ 5 cho đến 10 nguyện vọng thôi. Vậy là đủ rồi. Và chúng ta xác định những cái ngành nghề nó phù hợp với phẩm chất cá nhân của các bạn, mang lại những cái điều tốt đẹp cho các bạn.
Và như vậy thì chúng ta ứng tuyển vào các trường đại học đó. Thông tin chi tiết về tuyển sinh của các trường đại học xin được nhắc lại. Mặc dù các phương thức có thể là giống nhau, nhưng các điều kiện phụ và các chi tiết ở trong đó là khác nhau rất nhiều. Thế thì các bạn hãy tìm đọc ở trong các cổng thông tin của các trường đại học. Hiện tại đây Internet đã phục vụ cho chúng ta rất nhiều và rất dễ dàng để tiếp cận. Nha, hãy đưa ra cho mình những lựa chọn một cách sáng suốt. Cảm ơn bạn Hà Phố rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn thầy Thái ạ. Tiếp theo thì là một câu hỏi liên quan đến việc xét tuyển bằng phương thức xét học bạ. Bạn này thì không phải tốt nghiệp năm 2022, là tức là trước tốt nghiệp trước đó năm 2019. Bạn hỏi là như vậy thì có thể sử dụng cái điểm xét học bạ vào các trường đại học được không? Dạ, mời thầy Nhân ạ, trường đại học Hưu Tách. Cảm ơn nhà báo Thiền Ngân. Được chứ bạn, quá tốt luôn á. Tại vì thực ra ở Hưu Tách hàng năm thì lúc nào cũng có những tân sinh viên đặc biệt hoặc là những cử nhân đặc biệt. Tôi gọi là đặc biệt là bởi vì sao? Có những người đến 40, 50 tuổi đến Hưu Tách xét lại học bạ để học đại học. Và ví dụ như đầu năm vừa rồi vậy đó, trong đợt tháng 1 có hai tân dược sĩ, một chị là 45 tuổi và một chị là 47 tuổi. Sau một cái khoảng thời gian lo toan cho cuộc sống, miệt mài với những bon chen của cuộc sống và quyết định rằng là sau khi mọi thứ đã ổn định rồi và bắt đầu mình sẽ đi học lại cái thứ mình mong muốn của tuổi trẻ. Và những chị đó đã sử dụng cái hình thức học bạ để xét tuyển vào trong Hưu Tách ngành dược. Và sau đó, sau 5 năm thì đã tốt nghiệp, đã làm dược sĩ và đi làm. Thì các bạn có thể thấy là trong giai đoạn hiện nay, cái việc học là việc suốt đời. Nên là thành ra là rất là hoan nghênh những bạn mà ví dụ như vì những cái lý do cuộc sống hay là vì một cái lý do gì đó chủ quan hoặc là khách quan đi, chúng ta không có thể bắt đầu học ngay. Thì đến giai đoạn hiện tại thì các bạn bắt đầu đi học lại thì điều đó là một cái điều rất là hoan nghênh. Và các bạn có thể thấy trong giai đoạn hiện nay á, xét học bạ nó là một cái phương thức mà nó tạo ra những cái ưu điểm rất là đặc biệt dành cho những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong những giai đoạn trước mà bây giờ muốn vào học đại học. Thì chúng ta không cần phải tham gia vào những cái kỳ thi, ví dụ như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nó đòi hỏi các bạn phải ôn luyện lại kiến thức và dành quá nhiều thời gian cho nó. Thì các bạn có thể sử dụng cái học bạ để chúng ta xét tuyển. Thì đối với trường hợp mà bạn Long ở đây, bạn đã tốt nghiệp năm 2019, thì bạn hoàn toàn có thể xét học bạ vào những cái trường mà đang có sử dụng cái phương thức xét học bạ để các bạn có thể lựa chọn một cái ngành học mà mình mong muốn. Ví dụ như tại Hưu Tách thì nếu mà bạn đã tốt nghiệp rồi thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký online và sử dụng cả hai cái phương thức xét học bạ, bao gồm là sử dụng điểm theo tổ hợp môn năm lớp 12 và thứ hai là sử dụng điểm theo phương thức là 3 học kỳ. Thì bạn có quyền là sử dụng cả hai cái phương thức này. Và việc đăng ký hiện tại các bạn có thể thấy trong giai đoạn hiện nay hầu như tất cả các trường đều ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đó. Nên cái việc mà các bạn đăng ký thì hoàn toàn có thể đăng ký online thôi. Sau đó, đối với Hưu Tách thì bạn đăng ký online và bổ sung học bạ cũng có thể bổ sung online luôn. Nếu như mà mình ở xa, mình ở Đắk Nông thì mình có thể bổ sung online luôn. Và nhà trường sẽ xét tuyển cho bạn bình thường. Một cái nữa lưu ý là dành cho những bạn mà năm nay mới tốt nghiệp. Thì các bạn có thể thấy là đến giai đoạn hiện tại thì các bạn mới chỉ có cái điểm của học kỳ 1 thôi. Các bạn sẽ chưa có cái điểm của học kỳ 2. Thì các bạn cũng hoàn toàn không phải lo lắng. Ví dụ như những trường mà họ sử dụng cái phương thức là xét theo 5 học kỳ hoặc là xét theo 3 học kỳ, ví dụ như Hưu Tách xét theo 3 học kỳ tính đến học kỳ 1 năm lớp 12, thì các bạn hoàn toàn có quyền sử dụng cái học bạ đang có cái điểm đến năm lớp 12 đó, học kỳ 1 lớp 12 đó để bạn xét tuyển bình thường ha. Rồi sau đó khi mà các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông xong, học bạ các bạn vào điểm đầy đủ thì lúc đó các bạn sẽ tiếp tục bổ sung thêm một cái học bạ nữa trong cái hồ sơ sinh viên để hoàn tất cái quá trình xét tuyển đối với cái hồ sơ xét tuyển. Nên các bạn cũng an tâm về vấn đề này. Thì đó là một bài chia sẻ của tôi dành cho bạn Long và lưu ý thêm cho các bạn 2022 tốt nghiệp. Dạ. Yeah. Thì nhưng mà như vậy thì ở Hưu Tách thì mình không có giới hạn cái năm tốt nghiệp hả? Dạ, tức là rồi. Tất cả cái năm tốt nghiệp dạ, nào kể cả dạ, trước trước năm 2000 dạ, cũng vâng. cũng được. Dạ đúng rồi. Và các trường khác như vậy hả? Cũng dạ. theo cái hướng như vậy dạ. Xét học bạ thì mình không có giới hạn cái năm tốt nghiệp. Dạ. Cho nên là sẽ có những trường hợp mà ví dụ như 35 40 tuổi hoặc là quay lại. Dạ. Đây là một cái cơ hội đó. Nó vì ngày xưa có những anh chị mà không có điều kiện học đại học á. Xong rồi bây giờ điều kiện ok rồi muốn tiếp tục học đại học, sau đó tiếp tục lên thạc sĩ vân vân thì đây cũng là một cơ hội, đây cũng chính là một cái ưu điểm của xét học bạ đó, tức là mình rất là chủ động và người học cũng có thể tùy chọn những cái cách để có thể vào đại học
tới thời điểm hiện tại bây giờ? Tại vì cái chương trình nó cũng lâu lắm rồi. Ví dụ có những anh chị lớn thì cái chương trình nó đã học lâu lắm rồi thì mình vẫn chấp nhận cái điểm học bạ của những cái thời gian đoạn trước. Dạ, đúng rồi. Tại vì điều kiện là đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Dạ thì đúng rồi. Bao nhiêu năm thì cũng vẫn là như vậy. Mở ra rất là nhiều cơ hội. Như vậy thì rất là tốt ha, đặc biệt là không phải dành cho những bạn trẻ nữa cả, mà là cho những người mà đã đi làm rồi và bây giờ họ có thời gian, thậm chí lớn tuổi rồi, có thể về hưu cũng được phải không? Là có thời gian và muốn học lên nữa thì vẫn có thể cái họ tốt nghiệp đại học cái trường nào đó rồi nhưng mà họ cũng học một ngành khác nữa, họ vẫn có thể xét tuyển được. Thì rất là hay. Cái này tôi có hình dung là nó có giới hạn cái năm tốt nghiệp chứ. Nó có một cái vấn đề thế này, chúng ta có thể thấy là hầu như bây giờ các trường sẽ đào tạo theo ứng dụng thực tế. Những cái kiến thức là những kiến thức thực tiễn, nên hầu như là cái quy định đưa ra đối với xét học bạ thì yêu cầu điều kiện tiên quyết là tốt nghiệp trung học phổ thông vậy thôi. Nên thành ra còn khi vào thì hoàn toàn có thể bắt đầu từ những kiến thức sơ khởi và đến nâng cao. Nên là cái việc tiếp thu kiến thức thì nó hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì hết. Nhưng mà nó có một cái vấn đề lưu ý là sẽ có những cái tiêu chí, ví dụ như là học bổng dành, ví dụ như ở HUTECH năm nay thì có những loại học bổng, ví dụ như là học bổng của doanh nghiệp đối với những ngành đặc thù, hay ví dụ như là ngành công nghệ sinh học, ngành kỹ thuật môi trường, ngành chăn nuôi, ngành quản lý tài nguyên môi trường, ngành kỹ thuật xây dựng, ngành quản lý xây dựng và ngành dinh dưỡng và khoa học ẩm thực, thì nó sẽ có cái yêu cầu là cái học bổng 30% này sẽ dành cho những bạn tốt nghiệp năm 2022. Đó là vấn đề như vậy. Hoặc là những cái loại học bổng tài năng 50%, 100%. Đôi khi nó sẽ ràng buộc cái tiêu chí tốt nghiệp năm 2022. Còn đối với trường hợp muốn quay trở lại giảng đường đại học hoặc là muốn bắt đầu lại việc và đối với giảng đường đại học thì hầu như không giới hạn độ tuổi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những cái thông tin đó thật sự là hữu ích cho những người nào muốn học tiếp tục như là thầy Nhân nói là việc học là nó không ngừng mà, nên là suốt đời phải không ạ? Thì ai cũng có thể có ý chí thì đều có thể tiếp tục theo đuổi việc học đại học của mình. Cảm ơn các thầy và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhận những câu hỏi của các bạn đã gửi đến chương trình đang phát trên đài phát thanh truyền hình Đắk Nông. Cũng tiếp tục những cái mạch đó thì các bạn hỏi là khi nộp hồ sơ xét học bạ thì nhưng vì chưa có học bạ thì có thể nộp bảng điểm thay thế được không? Và thí sinh thì chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức xét học bạ được hay không? Bạn Lan Chi ở trường trung học phổ thông Nơ Trang Lơn hỏi cách tính điểm xét tuyển khi đăng ký xét học bạ trung học phổ thông. Và bạn Đức Huy ở trường trung học phổ thông Chu Văn An hỏi là khi đăng ký học trực tuyến, khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, nếu thí sinh chưa đăng ký hết các nguyện vọng, muốn đăng ký bổ sung các nguyện vọng còn lại thì được không? Tôi nghĩ chắc cái câu này chắc một các thầy sẽ nói rõ hơn các bạn. Tại vì năm nay nếu gì không có gì thay đổi thì cái việc đăng ký nó cũng sẽ khác so với mỗi năm. Mỗi năm là có thể bổ sung hoặc có thể thay đổi, phải không? Năm nay thì nó nếu không có gì thay đổi. Và có một bạn học ở trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh của tỉnh Đắk Nông hỏi là theo đề án tuyển sinh các trường thì khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo bà đó vào các ngành sư phạm hoặc sức khỏe thì thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Mà bây giờ thì em đăng ký nhưng mà chưa có điểm học kỳ 2 thì không biết là như thế nào. Tại vì người học kỳ 2 biết lỡ không được xin giỏi thì sao? Thí sinh mà có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thì được quy đổi sang điểm xét tuyển học bạ có hay không? Chắc là các thầy sẽ trả lời những câu hỏi này ha. Các thầy muốn lần lượt hay là các thầy thấy câu hỏi nào hay thì mình sẽ trả lời trước à? Chắc lần lượt đi ha. Rồi bây giờ thầy trả lời, thầy Phúc sẽ trả lời câu hỏi là về cái việc ngoài cái hồ sơ bạ thì nếu mà chưa có học bạ thì mình sẽ nộp như thế nào, bảng điểm được không? Vâng. Cảm ơn bạn Trường Trinh ở trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa, cũng như tất cả các em học sinh tỉnh Đắk Nông. Thì các em lưu ý rằng là đối với hình thức xét tuyển theo hình thức học bạ đó thì ở đây tất cả các trường đây cũng đã thông tin cho các em về cái hình thức xét tuyển theo học bạ rồi, thì chúng ta không nhất thiết là phải dựa vào cái học kỳ 2 của lớp 12 mà chúng ta có thể dựa ngay từ điểm lớp học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Cho nên là bây giờ chúng ta có thể là photo ngay cái điểm học kỳ 1 của lớp 12, tức là trên học bạ của các em bây giờ là đã có điểm học kỳ 1 rồi. Và chúng ta có thể xét theo hình thức là chúng ta dựa vào điểm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Thì riêng đối với trường Đại học Duy Tân thì chỉ căn cứ trên điểm của lớp 11 và điểm học kỳ 1 của lớp 12 thì trên học bạ của các em bây giờ là đã thể hiện rõ rồi, cho nên là chúng ta có thể sử dụng cái học bạ đấy. Và cái thứ hai là vì chúng ta xét theo hình thức là bằng học bạ cho nên bắt buộc là các em phải có học bạ, chứ chúng ta không thể nộp bảng điểm thay thế được, mà chúng ta phải dựa trên là học bạ và đánh giá trên cái học bạ đấy.
Bởi vì tất cả các trường bây giờ là chúng ta biết là đều trên học bạ của các em là có hết rồi. Còn ví dụ như cái bảng điểm đấy thì sẽ không dùng là cái tiêu chí để mà xét tuyển được. Cho nên là các em lưu ý là chúng ta phải căn cứ trên cái học bạ. Thì đối với trường Đại học Duy Tân thì các em dựa trên điểm học điểm của lớp 11, tức là bây giờ chúng ta có điểm tổ hợp môn của lớp 11, chúng ta cộng với điểm của học kỳ 1 của lớp 12, chúng ta chia trung bình, chúng ta sẽ ra điểm của cái môn đó. Ví dụ như là môn toán của học kỳ 1 lớp 11 chúng ta được 7 điểm chẳng hạn. Của lớp 11 là chúng ta được điểm trung bình của lớp 11 là 7, rồi học kỳ 1 của lớp 12 chúng ta cũng được 7 chẳng hạn, thì điểm trung bình của môn toán sẽ là 7. Rồi ví dụ chúng ta có môn lý là 6 chẳng hạn, lớp 12 chúng ta có là 8 thì điểm trung bình là 7. Như vậy chúng ta sẽ lấy tổ hợp của toán, của lý, của hóa hoặc là toán, lý, anh gì đó, chúng ta cộng lại chúng ta ra cái điểm xét tuyển. Như vậy rất là rõ ràng và chúng ta phải dựa trên kết quả học bạ hoàn toàn chứ không có dựa trên phiếu điểm gì hết. Và học bạ đó thì mình chỉ cần là nói trường thì trường sẽ cho mình cái học bạ phải không ạ? Tất cả bạn sao là được rồi phải không ạ? Và như vậy thì thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng thước bạ phải không các thầy? Chúng ta nhớ là học bạ đây là chỉ là cái điều kiện để xét tuyển thôi. Còn khi nào mà chúng ta phải tốt nghiệp trung học phổ thông thì mới gọi là có trúng tuyển hay không? Trúng tuyển hay không là khi phải có được kỳ thi. Còn đây là điều kiện để nộp thôi. Rồi cảm ơn thầy thầy Phúc rất là nhiều. Tiếp theo là một bạn ở Trang Chi ở trường trung học phổ thông Nơ Trang Lơn hỏi là em muốn hỏi cách tính điểm xét tuyển khi đăng ký xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông. Thì chắc là thầy Tư sẽ trả lời câu hỏi này bằng những cái minh chứng ở trường mình với những cái ngành nghề, những điểm số ra sao vân vân ạ. Xin chào bạn. Thực ra là nói quay trở lại với câu chuyện là nếu mà tính điểm học bạ đó thì phải quay trở lại với cái đề án tuyển sinh của từng trường ha. Mỗi trường sẽ có một cách tính khác nhau, chứ đừng có các bạn đừng có đánh đồng ha. Ví dụ như là thầy nói là nhiều trường sẽ cộng tổ hợp 3 môn 18 điểm. Ví dụ như trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đi, thì minh chứng là ví dụ như xét năm học kỳ á thì chúng tôi sẽ tính trung bình chung của năm học kỳ. Lưu ý là trung bình chung nha. Nhiều bạn không hiểu và có hỏi là yêu cầu là mỗi học kỳ phải được 6 chấm hả? Không phải. Tức là có học kỳ các bạn được 5.5, có học kỳ được 7 chấm, có học kỳ được 8 chấm. Nhưng các bạn cứ cộng trung bình năm học kỳ đó lại, các bạn chia cho năm, lấy cái điểm trung bình đó đủ 6.0 là ok. Cái thứ hai là tổ hợp 3 môn trong một cái tổ hợp xét tuyển thì thường có 3 môn. Ví dụ tổ hợp A00 là toán lý hóa. Bạn lấy điểm của 3 môn đó, trung bình của 3 môn đó ở học kỳ 1 của lớp 12. Lưu ý ha, học kỳ 1 của lớp 12 thì ba cái môn đó các bạn cộng lại tổ hợp đủ 18 điểm là ok. Tức là thầy nói như vậy có nghĩa là minh chứng mỗi trường sẽ có một cách tính điểm khác nhau, chứ đừng có đánh đồng nó giống nhau. Bởi vì khi xét tuyển học bạ thì cái công thức tính của mỗi trường khác nhau. Ví dụ có trường lấy 3 học kỳ thôi thì 3 học kỳ thì cứ cộng lại 3 học kỳ đó đủ bao nhiêu điểm đó. Ví dụ như có trường yêu cầu là 30 điểm cho năm học kỳ, có trường yêu cầu là 6.0, có trường yêu cầu tổ hợp 3 môn là 18 điểm, có trường yêu cầu là 3 môn nó chia cho 3 đủ 6 chấm, ví dụ vậy. Thì mỗi cách tính như vậy nó sẽ khác nhau một xíu. Nhưng mà muốn biết được cái điều này thì chỉ có quay trở lại với cái trang web của các trường, với đề án tuyển sinh của các trường, với cách tính của các trường thôi. Thì ra cái chuyện này không khó đâu các bạn. Bây giờ các bạn muốn tìm hiểu rất là dễ. Chúng tôi nói là một cái lít chuột các bạn có thể đi đến cả thế giới thì không có chuyện gì khó tới cái việc mà bằng một cuộc gọi, bằng một cái tin nhắn hoặc là bằng một cái thông tin nào đó mà kết nối với các trường. Sẵn sàng ở rất là nhiều kênh để hỗ trợ các bạn. Ví dụ SIU chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn ở kênh Zalo nè, Facebook nè, kênh điện thoại đường dây nóng nè, rồi email nè, tất cả mọi thứ đều luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ các bạn. Khó khăn gì các bạn hỏi liền, trả lời ngay, rất là đơn giản, chứ đừng có ngại hỏi. Các bạn thường là hay đoán không à, ví dụ các bạn nghĩ là chắc là vậy đó, xong rồi cuối cùng làm sai thì phải làm lại, dĩ nhiên là nó mất thời gian của mình thôi. Thì quay lại cái câu chuyện hồi nãy các bạn nói là ví dụ như là nếu mà các bạn chưa có học bạ mà có bảng điểm á, thì đúng là cái câu chuyện này nó vẫn xảy ra ở một số các trường trung học phổ thông. Ví dụ như là khi các bạn xin bản sao học bạ các thầy cô chưa có cho các bạn được, nhưng mà họ chỉ có thể cấp cho các bạn cái bảng điểm thôi. Cái bảng điểm có đóng mộc của trường này thôi. Thì một số trường ví dụ như SCU chúng tôi vẫn có thể dùng cái này để mà cho bạn đăng ký xét tuyển, nhưng mà dĩ nhiên chắc chắn sau này bạn phải bổ sung. Cái câu chuyện chúng ta nói là học bạ, ví dụ như tới học kỳ 1 của lớp 12 thì dĩ nhiên các trường phổ thông họ chưa có đóng dấu đâu, chưa có mọc đỏ trong cái bảng điểm đâu, mà phải chờ tới điểm cả năm mới, lúc đó trường mới tổng kết đánh giá rồi mới có mọc cho các bạn. Thế thì cái câu chuyện là photo học bạ sao y công chứng thì có hai dạng. Một dạng thứ nhất là do chính trường đó sao y công chứng luôn, tức là thầy cô photo sao y công chứng, hiệu trưởng đóng dấu luôn, thì các bạn dùng cái đó cũng hợp lệ. Hoặc là các bạn mượn học bạ, nhưng mà cái xác suất mượn học bạ rất là khó, tại vì thường người ta rất là sợ khi các bạn lôi cái học bạ đi ra khỏi trường. Ra khỏi trường thì nhiều khi các bạn làm bị ướt nè, mưa nè, làm rách nè,
rồi nó rất là khó chịu, tức là thầy cô rất là hạn chế, đặc biệt là các phòng giáo vụ các trường phổ thông, họ chỉ cấp cho các bạn bản sao trên cơ sở là sao y tại trường, luôn đóng mộc tại trường thì đó là thuận lợi nhất. Cái hướng thứ hai nữa là có thể xin tạm cái bảng điểm mà có mộc đỏ của trường, sau đó các bạn dùng cái đó đi sao y công chứng để mà xét tuyển, thì đây cũng là một cái giải pháp. Dĩ nhiên là sau đó câu cái chốt cuối cùng khi các bạn nhập học và hồ sơ hoàn thiện, nó phải có cái học bạ đầy đủ của 3 năm trung học phổ thông, có mộc đỏ của các trường, có sao y công chứng đầy đủ kèm với giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thì lúc đó bạn mới đủ hồ sơ để xác nhận nhập học trúng tuyển vào một trường nào đó. Tức là khi bạn muốn nhận cái giấy báo trúng tuyển phải có đủ những hồ sơ như vậy, nên bạn yên tâm sau này chúng ta sẽ có cơ hội để bổ sung lại. Dĩ nhiên là mỗi trường sẽ có mỗi cách du di khác nhau, nhưng mà trên cơ bản là đảm bảo những cái nguyên tắc, có nghĩa là bạn phải có đủ hồ sơ thì mới xét tuyển. Chứ bây giờ ví dụ người ta quy định có 3 loại hồ sơ, bạn mới có 2 cái thì các trường cũng chưa có thể xét tuyển cho các bạn một cách đầy đủ và chính thống được. Thì đây là cái điều mà các bạn cũng cần phải để ý một chút. Quay lại với câu chuyện là tính điểm học bạ, thì các bạn lưu ý là tôi nhắc lại một lần nữa là khi bạn muốn xét tuyển vào trường nào đó bằng phương thức học bạ thì hãy trực tiếp xem cái công thức tính của trường đó trên cái trang web của họ, trên đề án tuyển sinh. Như vậy thì sẽ tránh được cái sai sót. Nhưng mà khi tra cứu, các bạn cũng tra cứu kênh chính thống nha. Ví dụ muốn vào trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì siu.edu.vn, nhấn cái là vô. Nhưng mà nhiều bạn đi tra cứu trên những cái trang mà ví dụ như là một vài trang mà thông tin tuyển sinh họ tập hợp lại á. Rồi nhiều khi tập hợp từ năm 2019, 2020, các bạn cũng điện vào đó xong in ra làm luôn, chụp hình gửi. Không, em làm đúng theo hướng dẫn. Cuối cùng các bạn chụp hình lại cái trang mà các bạn đưa lên thì cái trang đó là cái thông tin của 2019. Đây là một trong những kinh nghiệm rất là xương máu mà các bạn cần phải để ý, chứ không phải là trang nào nó cũng chính thống đâu. Trang chính thống phải là trang của trường, tại vì cái thông tin tuyển sinh mỗi một năm nó đều thay đổi, chứ nó cố định như vậy đâu. Ví dụ như là 3 năm trước thì người ta xét tuyển cái tổ hợp này, nhưng mà 3 năm sau có thể người ta thay đổi, tại nó không còn cố định như ngày xưa nữa. Cho nên các bạn nên lưu ý kỹ là nên xem các kênh chính thống. Mà kênh chính thống của các bạn ấy, thì bây giờ tôi cũng nói thẳng luôn là ngoài cái kênh chính thống đáng tin cậy nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cổng tuyển sinh á, bây giờ không còn nữa, tức là các cái đề án tuyển sinh không còn đưa lên nữa. Nhưng mà sắp tới thì các bạn cũng sẽ phải lên lại những cái trang đó để đăng ký, tại vì năm nay cũng có điều chỉnh một chút xíu về cái thời gian đăng ký. Còn lại là kênh chính thống nhất chính là cái kênh mà các bạn liên hệ trực tiếp với trường, website của trường, Facebook của trường, hotline của trường, email của trường, đó là chính thống nhất. Đừng tin bất kỳ một cái trang nào mà bạn không có kiểm chứng, tại vì bây giờ thông tin mạng mà nó rất là xô bồ, cái đúng cái sai, cái hợp lý cái không hợp lý, thậm chí là học phí cũng vậy á. Nhiều trang họ đưa lên những cái học phí mà từ đâu cách đây 4-5 năm về trước, xong rồi thí sinh vô học rồi thí sinh nói ủa sao em coi thông tin nó không có đúng như vậy, không đúng em coi thông tin đâu, mở ra mới biết là bạn coi những cái trang mà nó rất là cũ rồi. Và các bạn biết là nền tảng của mạng xã hội, nền tảng của Google là nó lưu liên tục, nó là một cái kho dữ liệu liên tục chứ nó không có xóa đi. Cho nên là các bạn phải rất là đọc về, phải rất là kỹ, xem phải rất là khoa học và nhìn xem thông tin đó đúng chưa, cập nhật mới nhất chưa. Mà tốt nhất là thích trường nào thì cứ chạy thẳng vào trang trường đó để coi. Cần gì thì cứ hỏi, cái gì không rõ thì cứ hỏi, thầy cô sẽ trả lời, sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Đó là một trong những cái lợi thế của các bạn. Ngày xưa chúng tôi đi học không có biết hỏi ai hết trơn á. Tức là tự tìm, tự đăng ký, tự đi học và vô tới nơi. Tức là ngày nhập học bước vô cổng trường mới biết đó là cái trường mình sẽ học. Nhưng bây giờ các bạn thì thoải mái rồi, kênh truyền thông cũng rất là lớn rồi, các bạn tham quan trực tuyến trường cũng còn được nữa mà. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn để mà tìm kiếm thông tin ha. Dạ, cảm ơn thầy Tư đã chia sẻ không những thông tin mà còn kỹ năng tra cứu cho các em nữa. Rồi cảm ơn các thầy rất là nhiều. Và một câu hỏi đó liên quan đến cái việc đăng ký trực tuyến. Năm nay bạn Đức Huy ở trường Chu Văn An hỏi là đăng ký trực tuyến, mà nếu thí sinh chưa đăng ký hết các nguyện vọng, muốn đăng ký bổ sung các nguyện vọng còn lại thì có được không? Chắc thầy Thái sẽ chia sẻ thông tin này cho các em. Cảm ơn nhà báo Thị Ngân và xin chào bạn Đức Huy của trường Chu Văn An. Về việc mà đăng ký trực tuyến thì đây là một trong những cái cách thức đăng ký rất là hiện đại và phổ biến trong một vài năm gần đây. Các bạn sẽ vào các website mà là trang chính thống của các trường đại học đó, thì thường là ở trong đó sẽ có một cái trang để cho các bạn đăng ký. Đó cũng chính là phần mềm xét tuyển. Sau khi hết cái hạn thu hồ sơ đó thì nhà trường sẽ nhấn các cái thao tác ở trên chính cái trang đó, thì trang đó sẽ đưa ra kết quả và ngay lập tức là đồng bộ và gửi luôn email về cho các bạn luôn. Rất là tự động, và bạn là đủ cái điều kiện về điểm để mà xét tuyển vào cái ngành đó là coi như là các bạn sẽ được cái nhận các cái thông tin đó, và đợi đến ngày mà các bạn có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giống như thầy Phúc đã nhắc đi nhắc lại đó, là đến khi mà các bạn nộp cái phiếu điểm ở cái kết quả thi đó thì lúc đó chúng ta mới chính thức là trúng tuyển.
Còn tất cả những điều kiện khác là các bạn đã đủ điều kiện để được xét thôi. Và có thể là đảm bảo cái điều kiện rằng các bạn có thể là được xét trúng tuyển nhưng chưa chắc chắn. Đấy. Thì khi mà các bạn đăng ký như vậy đó thì thường là các trường sẽ có các cái thời hạn. Và ý của bạn muốn nói rằng là trong thời hạn như vậy mà bạn chưa thao tác để mà đăng ký được hết các nguyện vọng. Thì tôi nghĩ rằng là ở giai đoạn đó là bạn đã thao tác đăng ký hết rồi. Nhưng mà sau đó qua trao đổi với bạn bè, qua trao đổi với thầy cô, qua nguyện vọng của gia đình, các bạn nảy sinh thêm các nguyện vọng nữa. Thì thường là các trường sẽ có các đợt để mà thu hồ sơ tiếp theo. Ví dụ như Đại học Văn Hiến của chúng tôi thì đợt 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 3 là đã xong rồi. Hiện tại chúng tôi đang thu đợt 2 là từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 5. Và tiếp theo đó sẽ là các đợt từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6, rồi từ 1 tháng 7 cho đến 31 tháng 7. Rồi cứ tiếp tục như vậy và các trường sẽ căn cứ theo tình hình hồ sơ để rồi các trường sẽ tiếp tục thông báo. Thì ở trong những giai đoạn như thế bạn sẽ tiếp tục vào thao tác để đăng ký bổ sung. Tuy nhiên là trong cái dự báo rằng năm nay có cái phần thay đổi đó là đợi cho đến khi chúng ta có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn sẽ đăng ký xét tuyển dựa trên hai cái kênh online. Đó là thứ nhất là cổng đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia. Thì lúc này là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian là 60 ngày để thao tác. Đó. Thế thì khi mà cái cổng đó mà nó đóng lại rồi đó, trong cái khoảng thời gian đó các bạn cứ việc bổ sung thêm hoặc là rút bớt đi như thế nào đó là tùy. Nhưng khi cái cổng nó đã đóng lại thì chúng ta sẽ không thao tác được gì thêm cả. Không bổ sung, không rút bớt và không thay đổi được gì trong đó nữa. Đấy, đấy là những cái lưu ý về cái chương trình tuyển sinh của các trường đại học cũng như là cái dự kiến điểm mới của năm nay. Yeah. Một lần nữa nhắc lại với các bạn là năm nay các bạn tuyệt đối không rút kinh nghiệm từ các anh chị đi trước nha. Bởi vì là nó đã khác rồi. Yeah. Tuyệt đối không rút kinh nghiệm từ các anh chị đi trước và cũng không ngồi mà đoán với nhau. Bạn đoán thế này, tôi đoán thế kia và chúng ta cùng đoán thế nọ là hoàn toàn không nha. Chúng ta cứ mạnh dạn tiếp xúc trực tiếp với các thầy cô ở các trường đại học. Điều kiện của các bạn ở Đắk Nông, nếu mà đến được các trường bằng cách trực tiếp nó hơi khó, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ bằng cách online là Facebook này, Zalo này, rồi thì gọi điện thoại đến tổng đài của các trường đại học. Ví dụ như Đại học Văn Hiến của chúng tôi là 1800 1568 chẳng hạn, các bạn cứ gọi đến, thầy cô rất là hạnh phúc để mà được đồng hành tư vấn thông tin cho các bạn nha. Các bạn đừng có ngại. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn thầy Thái đã chia sẻ những thông tin cho các em. Còn một câu hỏi của bạn ở trường chuyên Nguyễn Chí Thanh á, thì ở đây thì chắc là thầy Nhân có thể trả lời. Ở trường mình cũng có khối ngành liên quan sức khỏe, chắc là thầy sẽ cho các em thí sinh biết được với những học sinh giỏi mà chưa có cái mức điểm thì như thế nào. Dạ, mời thầy Nhân ạ. Cảm ơn nhà báo. Chào bạn Gia Hân. Thì chúng ta có thể thấy là đối với việc mà xét học bạ thì cái nhóm ngành thuộc cái khối sư phạm hoặc là khối ngành sức khỏe thì nó sẽ đi kèm cái tiêu chí là về học lực. Thì tùy theo từng ngành đó các bạn ha. Đối với ví dụ như trong cái nhóm ngành sức khỏe thì những cái ngành ví dụ như là y, dược, răng hàm mặt thì thường nó sẽ yêu cầu là các bạn là học sinh giỏi. Còn những ngành ví dụ như là điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học thì là học sinh khá năm lớp 12. Thì tách bạch ở đây là hai vấn đề. Thứ nhất là về điểm, thứ hai là phải xếp loại học lực. Nên là thành ra là ví dụ như những trường mà hiện tại á, giống như bạn ở đây là bạn chưa có cái điểm của học kỳ 2 thì đúng là tất nhiên là bạn sẽ chưa có cái kết quả tổng kết của cái năm học 12 là bạn là học sinh gì. Nhưng mà ở đây á, là trước mắt á, xét ở đây là xét về tiêu chí về điểm. Thì bạn ví dụ như tại HUTECH xét ngành dược thì yêu cầu là mức điểm là 24 điểm đi. Thì bạn lấy cái điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Ba học kỳ đó cộng lại đủ 24 điểm, có nghĩa là bạn đủ điều kiện về điểm. Hoặc là ví dụ như ngành điều dưỡng, ngành kỹ thuật xét nghiệm, y học thì nó đòi hỏi bạn là phải là 19,5. Thì trước mắt là về điểm thì bạn phải đảm bảo cái đã. Rồi sau khi đủ điều kiện về điểm thì điều bạn cần làm là gì? Cố gắng trong năm lớp 12 duy trì phong độ, tổng kết lại làm sao cả năm á, là mình là học sinh giỏi hoặc là học sinh khá tùy theo từng ngành để mình đảm bảo cái tiêu chí về học lực. Đó. Chứ còn ví dụ như bây giờ bạn chưa, giống như nãy giờ các bạn, các thầy chia sẻ thì các bạn có thể thấy là ví dụ như dù các bạn chưa có điểm của cả năm 12, chưa có điểm của học kỳ 2 lớp 12, các bạn vẫn hoàn toàn có quyền xét tuyển bằng cái phương thức 3 học kỳ hoặc là 5 học kỳ. Nên là thành ra bạn lưu ý vấn đề này. Và sẵn nói đây luôn thì các bạn có thể thấy là đối với ngành nhóm ngành về sức khỏe và ngành sư phạm thì thường nó sẽ có cái mức điểm xét học bạ nó khá cao và ràng buộc về cái tiêu chí học lực.
Và đôi khi trong cuộc sống thì nó sẽ có những cái chuyện xảy ra thì chúng ta không biết được. Thì lỡ như ví dụ trong năm 12 vì một yếu tố gì đó mà các bạn không duy trì được cái loại học lực đó thì sao? Thì tiếp theo nữa các bạn lưu ý giùm thầy một xíu, đăng ký nhiều phương thức xét tuyển. Nhớ giùm thầy vấn đề này để chúng ta hạn chế nhất những cái rủi ro có thể xảy ra. Thì đó là một vài những cái chia sẻ. Cảm ơn thầy Nha rất là nhiều. Thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông, quý vị phụ huynh và các học sinh thân mến, thì với thời gian vừa rồi thì các thầy đã trả lời, không những cung cấp những cái thông tin của trường mà còn trả lời những câu hỏi của các em hết sức là chi tiết. Với những thông tin đó thì chúng tôi hy vọng rằng là các em đã rõ hơn về các phương thức xét tuyển và từ đó có thể lựa chọn cho mình một cái phương thức xét tuyển phù hợp trong từng giai đoạn. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin chúc các học sinh thi thật là tốt học kỳ 2 này để mà đạt được kết quả tốt và nhiều sức khỏe, may mắn để tiếp tục cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thật là tốt và được tuyển vào các trường đại học, các ngành đúng như mình mong muốn. Xin cảm ơn các thầy tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.